Dạ, em không muốn mọi người biết là em buồn về chuyện này. Đi ra đường thì em cố gắng là không để ý người ta nhìn mình. Em cứ đi, nó cứ đứng trước gương, nó cứ cứ cào cào cái mặt nó cứ chà chà nó. Thế rồi mình hỏi là, ủa sao con cứ chà cái mặt vậy? Nó nói là con bị đi học bị các bạn nói là con ở dơ. Con về con chà thử coi xem con có hết không. Rồi lúc đấy nghe con nói mà chỉ muốn rơi nước mắt thôi chứ cũng không làm gì được hết. Cảm ơn chị Mai và BB Thanh Mai đã giúp đỡ em, để em được bình thường như mọi người. Ngày hôm nay mình gặp nhau là chị thấy chị rất là vui. Thì hôm nay là gặp em và đại diện cho một số các em. Và chị cũng được phản hồi là các bạn khác cũng có cái kết quả rất là tốt nữa.